Bác Đi xin kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa tất cả quý vị, nếu như một ngày chúng ta thấy rằng là không gian của chúng ta bỗng trở nên im ắng, trong khi đó thì tai của chúng ta đang rất là bình thường, đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm và chú ý nha quý vị. Có thể là chúng ta đang gặp phải những vấn đề liên quan đến tai, một căn bệnh diễn tiến âm thầm sẽ làm cho chúng ta bị suy giảm thính lực. Chắc hẳn là lâu nay thì tất cả quý vị có một số người cũng đã nghe đến căn bệnh xớp sơ tai. Một số người thì vẫn đang tò mò và thắc mắc liệu rằng xớp sơ tai là căn bệnh như thế nào. Trong chương trình ngày hôm nay, Bác Đi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với bác sĩ khách mời của chương trình để chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin về căn bệnh này quý vị nha. Bây giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Bác Niên, chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, lâu nay thì chúng ta một số người vẫn nghe nói đến căn bệnh xớp sơ tai, một số người thì cũng không hình dung được xớp sơ tai là gì. Trong chương trình bác sĩ của bạn ngày hôm nay, rất mong bác sĩ có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về căn bệnh xớp sơ tai là căn bệnh như thế nào ạ. Tai của mình á, thì nó có cấu tạo để đảm bảo được cái chức năng nghe. Thì cái âm thanh á, sóng âm thanh nó sẽ đưa vào trong cái tai ngoài của mình, vào trong cái ống tai ngoài, và đến cái tai giữa nó sẽ dội vào trong cái màng nhĩ, và từ màng nhĩ nó sẽ có một cái chuỗi xương con, nó gọi là xương búa, xương đe và xương bàn đạp. Nó sẽ dẫn truyền theo cái hệ thống để giống như đòn bẩy để dẫn truyền âm thanh vào tai trong. Thì trong đó có cái xương đàn đạp là cái xương nhỏ nhất cơ thể của mình. Nó sẽ dẫn truyền âm thanh vào tai trong và chuyển đổi cái sóng âm ra thành cái sóng điện của mình truyền lên não để cho mình tín hiệu để nghe được. Bệnh xớp sơ tai đó là cái bệnh ảnh hưởng đến cái phần xương bàn đạp, đặc biệt là cái phần đế của xương bàn đạp. Có hai cái quá trình, đầu tiên là sẽ xớp, tức là cái tình trạng hủy phần xương đi, và cái giai đoạn thứ hai nó sẽ dẫn đến là tình trạng xơ, và nó sẽ lắng động cái phần một xương lại ngay cái vùng đó, làm cho cái đế bàn đạp nó còn không có di chuyển được nhịp nhàng theo cái sóng âm mà mình đưa vào trong tai của mình, và dẫn đến cứng cái khớp đó và làm hạn chế dẫn truyền âm thanh vào trong tai trong. Như vậy thì cái nguyên nhân dẫn đến căn bệnh xớp sơ tai là như thế nào ạ? Thực sự đến giờ thì người ta vẫn chưa có rõ, nó đặt ra nhiều giả thuyết. Thì cái giả thuyết trong đó là có thể là liên quan đến cái vấn đề về gen, hai là vấn đề về đáp ứng miễn dịch, hoặc là liên quan đến vấn đề như là nhiễm virus, đặc biệt như là virus sởi nè, hoặc là liên quan đến cái yếu tố là chuyển hóa nội tiết của mình. Thì đa phần cái xớp sơ tai sẽ gặp là ở người nữ, ở độ tuổi là khoảng từ trung niên 30 cho đến 50 tuổi. Có thể là có bị cả hai bên tai luôn, chiếm khoảng 85%. Dạ, như vậy thì những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng nào mà chúng ta sẽ nghĩ ngay đến căn bệnh xớp sơ tai, ngoài cái yếu tố mà chúng ta có thể cảm nhận là chúng ta thấy là bỗng một ngày mà cái không gian chúng ta nó lại bị nhỏ hơn, nó im ắng hơn so với ngày thường, thì còn những triệu chứng nào nữa hay không ạ? Dạ, thì cái triệu chứng á, nó sẽ diễn kéo dài, chứ không phải là ngày một ngày hai là bị liền. Kéo dài, bệnh nhân có thể là nghe kém từ từ. Khi mà cái quá trình xớp sơ tai nó có thể ảnh hưởng từ cái cứng cái khớp bàn đạp và dẫn đến là cứng luôn trong tới cái phần ốc tai bên trong, thì khi đó là không chỉ dẫn đến cái nghe kém dẫn truyền mà sẽ nghe kém tiếp nhận của tai trong nữa. Bệnh nhân nghe kém dần dần từ từ đi, và thành ra bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng thêm như là cái tiếng ù tai, ù như ve kêu, như là cối xay gió trong đó, hoặc là có kèm theo những cái triệu chứng của tiền đình như có thể chóng mặt thêm nếu mà tình trạng mà cái diễn tiến của xớp sơ tai nó lan vào trong. Nhưng mà nói đến cái việc mà chúng ta bỗng thấy âm thanh của chúng ta nó nhỏ hơn mỗi ngày á, thì một số người là rất là chủ quan, họ nghĩ rằng là nó cũng không có đau đớn, không có cái gì gọi là nghiêm trọng cả, và họ thường chủ quan và không đi thăm khám bác sĩ. Như vậy là cái việc mà âm thanh nó nhỏ dần như vậy, nó suy giảm thính lực như vậy mà để lâu ngày thì nó có nguy hiểm hay không, và nó có để lại di chứng gì hay không thưa bác sĩ? Khi mà mình nghe kém đi á, thì tất nhiên là cái giao tiếp của mình bên ngoài nó sẽ bị hạn chế. Như là không nghe rõ, phải bắt buộc phải nói to hơn, không hiểu sai lời nói. Ngoài ra rồi mình có những cái triệu chứng kèm theo nữa, như là cái ù tai sẽ rất là khó chịu cho người bệnh, và có thể chóng mặt nữa. Tất cả đều ảnh hưởng đến cái qua cuộc sống của mình, đặc biệt là ở nữ, hoặc là bị cả hai bên tai thì lúc đó là giao tiếp rất là kém. Đến một lúc nào đó thì họ cảm thấy là họ không nghe được và cảm thấy rất là khó chịu trong giao tiếp hàng ngày, thì đi khám thì mới biết là mình mắc phải căn bệnh xớp sơ tai. Liệu rằng là căn bệnh này có được điều trị khỏi hay không thưa bác sĩ? Điều trị thì là mình có những cái điều trị sau, như là thứ nhất là về điều trị nội khoa. Thật ra điều trị nội khoa cũng không có lùi được cái tiến trình xớp sơ tai. Ngoài ra còn có phẫu thuật. Phẫu thuật thì đến các bác sĩ tai mũi họng, người ta sẽ phẫu thuật cho đó là cái thay thế xương bàn đạp.
sẽ gỡ bỏ cái phần xương bàn đạp đã bị hư đi và thay bằng một cái vật liệu nhân tạo khác vào để cho bệnh nhân nghe rõ hơn. Dạ, dạ, lúc nãy thì bác sĩ có chia sẻ một những cái thông tin mà là nguyên nhân dẫn đến bệnh xớp sơ tai lại có yếu tố về gen gia đình. Như vậy thì đối với những người mà có các thành viên trong gia đình của chúng ta đã mắc phải căn bệnh xớp sơ tai thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là cái việc mà chúng ta cũng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phòng ngừa được cũng như là làm chậm diễn tiến của căn bệnh xớp sơ tai ạ? Cái làm vấn đề chậm diễn tiến thì không có được. Yeah. Không được hiện tại là tại vì mình chưa có điều trị được cái vấn đề đó, điều trị căn nguyên cái vấn đề đó. Yeah. Tuy nhiên chẳng hạn như trong gia đình mình đã có người như vậy, đặc biệt là về nữ, thì mình nên tầm soát. Bệnh này nó không có phải là diễn tiến nhanh liền mà nó sẽ diễn tiến từ từ. Vì vậy mình sẽ phòng ngừa. Phòng ngừa bằng cách là có thể đi tới tái khám, bác sĩ sẽ khám và cho làm cái để đo cái độ nghe kém của tai hoặc là chụp thêm cái CT scan để đánh giá cái mức độ xớp sơ tai của mình ở cái giai đoạn nào, có can thiệp bằng phẫu thuật hay không, hoặc là giảm bớt cái tình trạng nghe kém bằng cách là phải đeo máy trợ thính. Khi có vấn đề về tai, đặc biệt là cái vấn đề về nghe kém thì nên đi khám liền để có thể can thiệp sớm. Thưa quý vị, và qua lời bác sĩ chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là căn bệnh này nó không có phòng ngừa được, nên cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải quan tâm đến những triệu chứng bất thường xảy ra ở khu vực tai của chúng ta. Nếu như gặp phải những vấn đề như là nghe nhỏ hoặc là ù tai thì quý vị cần phải đi thăm khám để chúng ta điều trị kịp thời. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà đã đồng hành cùng với chương trình Bác sĩ của bạn ngày hôm nay và đã mang đến rất là nhiều những thông tin rất hữu ích liên quan đến căn bệnh xớp sơ tai. Được, cảm ơn bác sĩ ạ. Và thưa tất cả quý vị khán giả, đến đây thì thời lượng của chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.